5 điều thú vị của giống nho ca mạch nhê có thể bạn chưa biết. 1. Tưởng chừng như bị tuyệt chủng và sự nhầm lẫn đã được giải mã. Vào cuối những năm 1800, đại dịch Filoxera tại châu Âu nổ ra gần như đã phá hủy toàn bộ các vườn nho sản xuất rượu vang. Ca mạch nhê cũng gần như tuyệt chủng sau sự kiện đó. May mắn thay, trước khi đại dịch bùng phát, một doanh nhân đã mang giống nho này về Chile để trồng và tưởng rằng đây chính là giống nho Melot. Sự nhầm lẫn này đến từ việc chúng khá giống nhau từ vẻ bề ngoài như màu sắc của nho, hình dáng của lá, cho đến hương vị bên trong. Bởi vì ca mạch nhê và Melot là anh em với nhau khi có cùng một người cha là Cabernet Franc. Đến năm 1994, một chuyên gia thực vật học người Pháp đã nhận ra sự khác lạ của những cây nho này khi thấy nó cần nhiều thời gian để chín hơn so với những cây nho Melot thông thường. Và sau khi nghiên cứu, ông xác định đây chính là giống nho ca mạch nhê đã gần như tuyệt chủng từ lâu tại Bordeaux. Năm 1998, ca mạch nhê mới được Chile chính thức công nhận là một giống nho khác biệt và trả lại sự trong sạch khi bị nhầm lẫn trong suốt một thời gian dài. 2. Nổi tiếng với việc cho ra hương vị trái cây đỏ cùng hương tiêu đặc trưng, ca mạch nhê chứa hàm lượng cao hơn các hợp chất tạo mùi thơm được gọi là pyrazin, mang lại cho các loại rượu vang như ca mạch nhê, Cabernet Franc và Cabernet Sauvignon hương vị tinh tế của ớt chuông, tiêu xanh, bạch đàn và thậm chí cả bột cacao. 3. Thường được pha trộn cùng giống nho khác. Ở Chile, hầu hết các loại rượu vang được làm từ nho ca mạch nhê chính là sự pha trộn của 85% ca mạch nhê cộng với 15% của một giống nho khác. Bởi vì ca mạch nhê mang lại hương vị trái cây như quả mâm xôi, anh đào, một số vị đắng và hương thơm của ớt bột, tiêu xanh, tạo ra một sự phức tạp về cấu trúc. Do đó, nó thường được trộn với một lượng nhỏ Melot, Cabernet Sauvignon hoặc Petit Verdot. Ví dụ như Marque de Casa Concha ca mạch nhê 2018, chỉ có 5% Cabernet, mang đến cho rượu một độ sâu trong hương vị và kéo dài lâu hơn. 4. Caminer sẽ khá bắt vị khi ăn kèm thịt lợn quay hoặc thịt cừu với bạc hà. Rượu vang làm từ giống nho ca mạch nhê thường có chất tannin nhẹ và độ axit cao khiến nó có màu đỏ, nên dễ kết hợp với nhiều món ăn khác nhau. Tốt nhất, các loại thịt nướng nạc với nước sốt mặn như chimichurri, salsa xanh, bạc hà hoặc rau mùi tây sẽ bổ sung thêm chất thảo mộc cho rượu và làm cho nó có hương vị trái cây hơn. Ca mạch nhê thậm chí còn có thể phù hợp hơn với các loại thịt như gà tây và vịt. 5. Ca mạch nhê là anh em cùng cha khác mẹ của Melot, Cabernet Sauvignon và Hondaribi Benza. 4 giống nho Melot, ca mạch nhê, Cabernet Sauvignon và Hondaribi Benza có cùng một cha mẹ, đó là Cabernet Franc. Có lẽ điều này giúp giải thích tại sao ca mạch nhê và Cabernet Franc lại có hương vị giống nhau đến vậy. Nếu bạn còn biết thêm điều thú vị nào, hãy comment cho mọi người cùng biết với nhé!